chẳng work sample rồi còn non directive interview chỉ là paid interview mỗi cứ interview với ai dân tới sân đại liêm liêm từ thuê ca vô một số mối tiêu hoa tha dư tận đặt đầm này khang CSA ok tập về hai giả thẩm phí cái ta là bộ này thì tụt nhiều á mới thôi mà chứ cái chấp đang observe dương mà dương cái mới dương tới cái dương ai thuê bán cái chấp đang recruit dương dương đẹp hài mà chúng anh đang cứ ai thuê phim phim work sample interview ní cả trình nói chơi tập nghiên tập bốn chỗ tập nghiên ăn lễ tập bốn à tập đó cái đi chơi tập nghiên hay kinh coi mà bây giờ tập nghiên các cái chấp làm hay những trò chơi vẽ khải dễ dùng lôi tại bây giờ tập đó tập nghiên các cái ảnh dòm đấy là work sample interview tí tập đó thì cứ panel cứ group interview panel rồi cứ group interview chia prophet interview mới đại interview với chỉ là nè crom chẳng nè sủng phiên dương cứ quạt mình khmer tràn sủng phiên dương tạm nè nâng khai là group interview phone interview dương đăng ấy yeah chẳng dương tạm lẹ nè tạm phone interview phần dương nè chẳng thử bị giật bị giải hoặc lại này ngặt nghiêm mà thứ ấy professional cũng là lâu ở lại chứ cứ bảo bạn này anh vậy ấy nó bây giờ nè thằng đó tam tu là sắp chẳng tam tu được sao mấy tình này nói những thật đăng hà lập biết này ca tình này tình nó tam tu được sao thời thì chết sắp khi được bây giờ mất một giấy mình em ở đó và không tạo một niềm giấy chẳng cái ác đăng bị attitude dường này khá hoặc là tên mà tam tu sắp biết đăng những thay những cô hai dùng phía hai tên dùng phía tp được gọi và chẳng tam tu được sao nâng ở lại này sẽ ngọc sát giấy môi môi chỉ môi kê và không mọi hot và mọi ấy chẳng tay hay bật tay mà là bốn cái thang trong cùng là vô chạm mình tích tích trong kho tờ quỳnh chẳng vậy môi môi cùng giấy lươn giấy bảy giấy môi môi vô kể cái số ấy sai năng cùng cái số ấy sai bì năng interview cái đang bị attitude chứ như score biết thằng attitude nó cứ tại trở đất bởi dương thơ ca wall wall những cọt cao tỷ chẳng thời vô thì vậy cái số mới ở vô xong đồ kì hay ba mình vô xong mấy kì năng mấy bị vô mà ra tiền cùng sai chẳng mình vô anh dễ môi môi ở cho ba hẳn năng á của cái đăng bị attitude bên dương cái lại đăng chăng trên cái ảnh mới từ lời attitude thật đăng ca sùng phi của sùng phi là lên nhóm giấy chăng à, attitude nó chỉ chùm nền tôn nó cứ việc bài sập pram phi rồi để cái thời ca là tần tâm những cái thời ca chùm nền như đang tại đọc pram phi rồi thế đôi dương đăng cái thay chùm nền đang đọc pram phi rồi nó cứ xảy ra chỉ chùm nền này dương trẻ hiện nó sẽ là ok chùm nền bị chạy cái tế chùm nền đang nó smart biết hết chùm nền bị chạy cái tế ai chụp nến tầm nẹt tầm non chụp nến tầm nẹt tầm non chụp nến thưa bạn mừng hai chụp nến đó sai ba nhà hai chụp nến ca cướp con pê và lìa luôn anh chụp nến khăn ca ca kết bài quên chụp miên ok tầm ớt nó cứ chỉ chụp nến tuần là dương thật nhìn khăn luôn dương và tao mất structure interview structure interview ní cứ chia prophet interview đại candidate tặng ah tại cái chỗ tặng ah xua sầm núa đôi khnhiệt tặng ah bờ ngày nâng nhung sầm phiệt đậm nhẹ nhung miên sầm núa xua tặng đậm nhẹ đôi khnhiệt nâng hạ structure interview đó mà thế cứ technical interview cứ chịu được hết interview đại miên tại nhẹ bị chạy cái tay xua thì xua lại sầm núa bị chạy cái tay gì cái đại tôn ở thọ là accounting những cái số ấy class, finance những cái số ấy class, số lập chạy cái thế bà. Second interview. Second interview, chỉ interview cả là anh TP và top P interview team mới bài tha. Chỉ tôi tới second interview ní, cứ dương chùm rảnh P mình đúng mà không môn. Ai second interview ní cứ dương để chua picture cái CEO ấy. Bà second interview nâng. Để khá có sầm phim mà đó hay toàn trăm sầm phim mà sang thì tầm này thông thống mà nắng á tầm này thông thống cái sầm phim bị đo mà và tôi mà tiếp cứ stress interview nó cứ vary cái hai thả thách nách à nắng à stress interview cứ chỉ interview môi đại bài những office tới chùm lại tích
stress interview cứ interviewer nè sủng phe kê nưng á quọt thưa ai bai cái chốn tằng ơ cứ stress ឧទាហរណ៍ថាយើងទៅសម្ភាសយើងរកឆ្លើយគាត់ធ្វើនេះធ្វើនោះយើង stress ឬក៏ឲ្យយើងចាំឡើងយូរពង interview interview អ្នកបើកទ្វារចូលពេលខ្លះយើងនិយាយក៏អត់ស្ដាប់បាទធ្វើមិនធ្វើប្រព័ន្ធវិធីសាស្ត្រដើម្បីឲ្យបេក្ខជនគឺ feeling stress ត្រង់ណាពេលណា feeling អញ្ញាញ៉ៃអញ្ចឹងហេតុអីចាំបាច់គេធ្វើអញ្ចឹង interviewer អ្នកសម្ភាសគេធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីតេស្តតេស្តពីអត្តចរិតរបស់របស់អីរបស់បេក្ខជនគេចង់ដឹងថាតើគេចង់ដឹងថាតើបេក្ខជនហ្នឹងគាត់អាច handle stress បានអត់គាត់អាច patient ទេចរិតគាត់គឺមានគេហៅថាលក្ខណៈអត់ធ្មត់អត់បើប៉ុណ្្នឹងធ្វើអញ្ចឹងមនុស្សមុខស្អុយហើយគេអត់យល់ហើយអញ្ចឹងនៅស្រុកគេគេមាន style ហ្នឹងអា style stress interview ហ្នឹងធ្វើមិនឲ្យយើង stress ហ្មងគេចង់ដឹងពី attitude របស់យើងពី soft skill របស់យើងយើងអាច control យើងអាច manageអាផេសិនយើងបានអត់អានឹងគេមើលតាមនឹងទៀតហើយស្រុកខ្មែរវាច្រឡំពេលខ្លះអ្នកខ្លះអត់ចេះសម្ភាសមែនមិនស្ទេមែនគាត់ប្រើតិចនៃ stress interview ពេលខ្លះគាត់អត់ចេះសម្ភាសយើងគាត់ពាល់មកចូលដោយសារខ្មែរសម្ភាសតាមគ្នាបាទពាក្យច្រើនក្រុមហ៊ុនតូចៗមួយចំនួនអូខេ screening interview តាក់ទងនឹង screening interview ជាប្រភេទ interview មួយដែលគេចាប់ផ្ដើមជំរុះបេក្ខជនទាំងអស់អូខេនឹងហៅ screening interview ហៅ short list អាហ្នឹងជាទូទៅ short list short listed អាហ្នឹង speed interview គឺជាប្រភេទ interview មួយជាលក្ខណៈចម្រាញ់ដែរប៉ុន្តែគេចម្រាញ់ជាលក្ខណៈគ្នាច្រើនខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាបើយើងធ្លាប់ទៅដាក់ពាក្យប្រឡងទៅរៀនអាហារូបករណ៍នៅចិនព្រលឹមឡើងនៅតិចណូមកសម្ភាសម្ដង200នាក់ហើយពីអ្នកនឹងចូលម្ដងតែ3នាទីណាគេឲ្យពេលលេខតែ3នាទីហើយសួរចំនួនដែរឲ្យឆ្លើយមកអាហ្នឹងគេហៅថា speed interview ជា speed interview ហ្នឹងគឺប្រភេទអញ្ចឹងឲ្យចំនួននាទី3ទៅ5នាទីឬក៏3នាទីក្នុងបេក្ខជនសួរទៅហើយសួរចំនួនដែរ pre employment computer right testing ជាប្រភេទអាហ្នឹងជាលក្ខណៈតេស្តមែននៅក្នុង interview អាហ្នឹងជាលក្ខណៈតេស្តបានថាគេតេសបើយើងទៅប្រឡងមួយគេឲ្យតេសតកៈតេសអង់គ្លេសក៏តេសអីចឹងណាមុនមិនចូលសម្ភាសតោះតេសជួយបានឲ្យសម្ភាសបើដាក់ HR គេឲ្យយើងធ្វើតេសតកៈអីចឹងទៅជាប់អានឹងហើយបានឲ្យមកសំភាសអានឹងគេហៅថា computerized testing ឬក៏ pre employment